Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện nông dân làm giàu gà trống nuôi con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân. Tập 44. Chương 431, đơn độc đối thoại. Lâm Phong nhìn thấy cảnh tượng này, một ngọn lửa không tên dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh anh đã đè ép xuống được. Mặc dù A Phổ ra tay làm Khúc Bố bị thương, nhưng Khúc Bố lại là người ra tay trước. Hơn nữa, cho đến bây giờ, mấy người bọn họ cũng chưa hỏi rõ ràng nguyên do sự tình, người đàn ông trước mặt này đến cùng là đã sử dụng thủ đoạn gì cứu tỉnh được Khương Y Thanh. A Phổ đến cùng là có được sức mạnh thần bí gì? Hai câu hỏi này như hai ngọn núi lớn đè nặng lên tâm trí Lâm Phong, khiến anh không thể hít thở nổi. Rõ ràng đáp án đã sắp nổi lên mặt nước, anh tuyệt đối không có ý định cứ như vậy mà thả A Phổ đi, để hắn mang đi đáp án. Hiện tại, đành phải để Khúc Bố ngậm bồ hòn làm ngọt, tạm thời nhẫn nại một chút. Lâm Phong hạ cánh tay Khúc Bố xuống, xoay người sang chỗ khác, ngồi xổm đối diện với A Phổ. A Phổ, hiện tại anh có thể nói cho tôi nghe anh làm sao cứu tỉnh được Khương Y Thanh. Anh hạ thấp tư thế, đè ép lửa giận vừa rồi, nhìn thẳng vào mặt A Phổ, lặp lại câu hỏi một lần nữa, lại là một trận im lặng. Một lúc sau, A Phổ ngẩng mặt thẳng tắp nhìn về phía trước, nặng nề thở ra một hơi, như thể đã trút hết toàn bộ phẫn uất trong người ra ngoài, trên mặt cũng khôi phục bình thường. Lâm Phong, chuyện này, tôi chỉ có thể nói cho riêng một mình cậu biết. Hắn đột nhiên mở miệng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía trước, không có nhìn bất luận kẻ nào, mọi người không ai kịp chuẩn bị, giật nảy người. Ngữ khí của A Phổ vẫn không nhanh không chậm như cũ, bình thản không có gì lạ, cứ như thể đang nói chuyện của người khác, mặt khác lại giống như đang tận lực làm nhạt đi sự thần bí của chuyện này. Những người có mặt ở đây nghe xong, đều quay đầu nhìn về phía A Phổ. A Phổ, anh nói sao cơ? Anh chỉ có thể nói cho một mình tôi nghe thôi sao? Lâm Phong cho là mình nghe lầm, nhìn A Phổ hỏi lại một câu. Nói xong lại quay sang nhìn Khúc Bố và Trát Tây Thứ Nhân. Cả hai đều tỏ vẻ bối rối không hiểu, cau mày. Lâm Phong, cậu đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Khúc Bố chịu đựng đau đớn, hung tợn nhìn A Phổ, lớn tiếng nhắc nhở. Nếu như không phải có tôi và Trát Tây Thứ Nhân ở đây, hắn thật sự sẽ không kiêng nể gì cả. Vừa dứt lời, Khúc Bố lại kêu ai u một tiếng, cánh tay vẫn chưa hết đau đớn. Lâm Phong không nói gì, đứng dậy. Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 5 giờ chiều. Sắc trời bên ngoài nhà bạt đã dần dần tối đen lại, mưa tạnh, nhưng từng đợt gió lạnh vẫn thổi ầm ầm. Hôm nay trời nhiều mây nên trời tối đến sớm hơn so với bình thường một chút. Khúc Bố, Trát Tây Thứ Nhân, hai người về trước đi. Lâm Phong đi đến bên người Trát Tây Thứ Nhân, vỗ vỗ lên bờ vai hắn, rồi quay sang nhìn Khúc Bố đang xoa xoa cánh tay. Khúc Bố quay đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Cậu thực sự tin tưởng tiểu tử này sao? Lâm Phong ngẫm nghĩ, nhẹ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Yên tâm, anh ta sẽ không làm gì tôi đâu. Anh nhìn Khúc Bố, lại nhìn sang A Phổ, tiếp tục nói, tôi tin anh ta. Cũng không có ác ý. Khúc Bố càng thêm kinh ngạc, há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Lâm Phong, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào. Lâm Phong, cậu có bị điên không vậy? Chúng tôi ở đây còn có thể phối hợp với cậu. Trát Tây Thứ Nhân không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không biết trong đầu Lâm Phong lúc này đến cùng là đang nghĩ cái gì, dự định khuyên anh một chút. Nếu thật sự để chúng tôi rời đi, cậu, Thiến Thiến và Khương Y Thanh sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Hắn nói ra lo lắng trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không tin tưởng vào chuyện A Phổ sẽ không có ác ý với đám người của Lâm Phong. Lấy thân thủ của A Phổ, nếu như có ý đồ gì xấu, giải quyết đám người Lâm Phong quả thực dễ như trở bàn tay. Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt càng thêm chắc chắn. Tôi có thể khẳng định, A Phổ nhất định sẽ không làm gì tôi cả. Từng chữ của Lâm Phong đều hết sức kiên định, không hề sợ hãi. Nếu như A Phổ thật sự có ý đồ xấu thì cũng sẽ không chờ tới bây giờ còn chưa ra tay. Và nếu như thực sự muốn đối kháng, coi như có thêm Khúc Bố và Trát Tây Thứ Nhân thì số ít người này cũng không phải là đối thủ của A Phổ. Bây giờ cho dù hai người bọn họ có lưu lại nơi đây, cũng không thể đưa tới bảo hộ gì. Nếu đã như vậy thì tại sao không đồng ý với A Phổ, để hai người Khúc Bố và Trát Tây Thứ Nhân rời đi theo như ý muốn của hắn chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Phong đã có quyết định. Được rồi, Lâm Phong. Vậy tôi với Trát Tây Thứ Nhân đi trước nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra,
cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào cũng được. Lâm Phong đang muốn mở miệng khuyên nhủ hai người một lần nữa thì Khúc Bố đã lên tiếng nói trước. Khúc Bố đã nhìn ra được tâm tư của Lâm Phong, không thể kiên trì được nữa. Nói xong, Khúc Bố bước lại gần, vỗ vỗ vai Lâm Phong, nhẹ gật đầu với anh. Một lúc sau, cha Tây Thứ Nhân và Khúc Bố rời khỏi nhà Bạt, quay trở về nhà của mình. Bên trong nhà Bạt bỗng trở nên trống rỗng trong nháy mắt, không có lấy một chút tiếng động. Khương Y Thanh ôm Thiến Thiến, nhẹ giọng kể chuyện cổ tích cho Thiến Thiến nghe, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục lại, xem ra đã không có trở ngại gì. Lâm Phong nhìn hai người, một dòng nước ấm chạy khắp cơ thể, vô cùng an tâm dễ chịu. Anh ngồi xuống bên cạnh A Phổ, thêm củi vào bên trong lò lửa. Sắc trời gần như tối đen hoàn toàn. Ánh sáng trong nhà Bạt không quá sáng, trong ánh sáng lờ mờ, ánh lửa bên trong lò lửa in hẳn lên khuôn mặt A Phổ, nhảy nhót lên xuống. Lâm Phong rót chén nước, đưa tới trước mặt A Phổ. A Phổ nâng lên đầu, ngẩn người nhận lấy, đưa đến bên miệng, ừng ực một hơi. Cảm ơn cậu, Lâm Phong. Hắn đặt chén trà xuống, lau miệng, cười nhạt, nhẹ gật đầu với Lâm Phong. Lâm Phong cũng cười cười. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Xem ra, anh đã chiếm được lòng tin của A Phổ. Cốc nước này là lấy từ trong không gian ra đúng không? A Phổ nhìn thẳng Lâm Phong, đột nhiên mở miệng ra hỏi. Sắc mặt Lâm Phong đột nhiên cứng ngắc nhìn chằm chằm vào không trung, một cỗ ớn lạnh từ sau lưng lan tràn toàn thân. Không, không gian gì. Vừa rồi anh đã nghe được thật sự rõ ràng, chắc chắn không nghe lầm một từ một chữ nào của A Phổ. Lúc này trong mắt A Phổ ánh lên một tia sáng kỳ dị, gắt gao nhìn thẳng vào Lâm Phong, một giây cũng không hề rời đi. Ánh mắt này vốn không có cái gì đặc biệt, chỉ có điều trong mắt A Phổ ẩn chứa cất giấu một tia lạnh lùng và xảo quyệt không dễ dàng phát giác, làm Lâm Phong rất khó chịu. Vốn dĩ Lâm Phong muốn tránh ánh mắt này, nhưng giác quan thứ 6 mách bảo anh rằng lúc này dũng cảm trực diện sẽ tốt hơn trốn tránh. Lâm Phong, cậu không cần che giấu làm gì cả. A Phổ tựa hồ cũng không tính đổi chủ đề, lại chậm rãi mở miệng. Nước ở bên trong không gian mát lạnh ngon ngọt hơn so với bên ngoài gấp nhiều lần, không thể sai được. Hắn nhìn cốc nước để một bên, sau đó lại thẳng tắp nhìn về phía Lâm Phong, sắc mặt lại khôi phục lại, không còn hùng hổ dọa người, giấu đi âm lãnh. Trong đầu Lâm Phong giống như một mớ bòng bong, khiến anh mê man choáng váng, đau muốn nứt đầu. Anh muốn giải quyết nhưng lại không thể làm gì được. Chương 432, rời đi. Lâm Phong không nói gì, dùng sức ấn vào thái dương, cố gắng để cho bản thân tỉnh táo lại. A Phổ thấy vậy thì rời mắt đi, không nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Phong nữa mà chuyển hướng nhìn sang phía đống lửa bên trong lò lửa, sắc mặt bình tĩnh như nước. A Phổ, làm sao anh lại biết tới không gian? Lâm Phong đột nhiên mở miệng, nhìn A Phổ chủ động mở miệng. Anh bình ổn tâm trí lại, quyết định không né tránh nữa mà chủ động xuất kích. Phán đoán từ vẻ mặt, A Phổ trước mặt này hiển nhiên đã biết đến sự tồn tại của không gian. Hơn nữa, giữa không gian và việc hắn ta cứu tỉnh Khương Y Thanh nhất định tồn tại mối liên hệ nào đó. Lúc này cứ chối vòng quanh cũng chẳng còn bất cứ tác dụng ý nghĩa gì nữa. Không bằng để xem A Phổ nói gì, xem coi hắn còn biết được những thứ gì nữa. Lâm Phong, việc Khương Y Thanh hôn mê có liên quan đến không gian. Lâm Phong há to miệng, tim đột nhiên đập kịch liệt. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, cũng như đoán được việc Khương Y Thanh hôn mê có liên quan đến không gian. Nhưng khi tận tai nghe được A Phổ nói ra sự thật, Lâm Phong vẫn không thể nào tiếp thu được, cũng không dám tin vào tai của mình. A Phổ, Khương Y Thanh và không gian có quan hệ gì? Lâm Phong không thể kìm nén thêm được nữa, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của A Phổ, lớn tiếng hỏi. Nói xong Lâm Phong tựa hồ như ý thức được điều gì đó, quay sang nhìn Khương Y Thanh và Thiến Thiến. Còn may, vừa rồi Khương Y Thanh không nghe thấy tiếng giống của anh, vẫn đang ở trên giường chơi game với Thiến. Thiến, Tiểu Thanh, làm sao mà cô ấy lại dính líu đến không gian rồi? Lần này Lâm Phong đè thấp giọng xuống, tiến gần tới trước mặt A Phổ, hỏi tiếp. Chắc cô ấy tình cờ đã bước vào không gian. A Phổ quay đầu nhìn Lâm Phong, không nhanh không chậm nói. Cái gì? Lâm Phong mở to hai mắt, trái tim như thể nhảy lên tận cổ họng. Không gian đó, người khác làm sao có thể tiến vào được? Anh cố nén kinh hoàng, bất an siết chặt nắm đấm lại, không biết là vì nóng hay là vì căng thẳng, trên trán đã bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi. A Phổ không có trực tiếp trả lời, ngẩng đầu,
hơi nhắm mắt lại, như chợt nhớ lại sự tình gì đó rất xa xưa. Trong không gian có nhiều bí mật hơn cậu biết rất nhiều. Hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, thanh âm nhỏ đến độ Lâm Phong suýt chút nữa không nghe thấy được. Bí mật của không gian. Lâm Phong đã hoàn toàn rơi vào trong suy nghĩ của A Phổ, đầu óc choáng váng. Từ lâu anh đã biết rằng trong không gian quả thực có rất nhiều bí mật chưa biết đang chờ anh khám phá. Nhưng khi A Phổ nói ra hai chữ bí mật, Lâm Phong mới biết bí mật của không gian hoàn toàn không đơn giản như anh tưởng tượng. A Phổ, ý của anh là Tiểu Thanh vô tình tiến vào không gian, cho nên bị kinh hãi dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Lâm Phong cố gắng làm mình tỉnh táo lại, nói ra suy đoán của bản thân. Ánh mắt A Phổ lóe lên, khẽ gật đầu một cái. Lại là một đợt choáng váng, Lâm Phong cảm giác được thân thể như bị điện giật, kịch liệt run lên một cái. Quả nhiên anh đoán không sai. Sau khi Khương Y Thanh bước nhầm vào trong không gian, đến cùng là đã trải qua chuyện gì hay đã nhìn thấy đồ vật gì không nên thấy mới có thể bị dọa ngất đi. Cô phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể thoát ra khỏi không gian được vậy? Khó trách lúc buổi sáng khi phát hiện được ra Khương Y Thanh, quần áo trên người đều ướt đẫm. Thân thể Lâm Phong đình chỉ run rẩy, trái tim lại lần nữa co thắt kịch liệt, gây nên vô cùng đau đớn. Trái tim anh rỉ máu khi thấy nỗi đau mà Khương Y Thanh phải chịu đựng, càng oán hận bản thân vì không thể bảo vệ tốt cho cô. Chính là do sơ suất của mình mới khiến cho cô ấy đi lạc vào không gian. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay đang siết chặt của Lâm Phong bắt đầu đổ mồ hôi, càng siết chặt nắm đấm hơn. Lâm Phong, đến lúc tôi phải đi rồi. A Phổ bất chợt lên tiếng, nhìn Lâm Phong đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Suy nghĩ của Lâm Phong đột nhiên bị kéo lại. Anh, muốn rời đi sao? Lâm Phong ngơ ngác hỏi một câu, không hề nghĩ ngợi, tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì vào lúc này. Khương Y Thanh đã tỉnh lại, không còn gì trở ngại nữa cả. A Phổ gật đầu, như thể đã hoàn thành được tâm sự gì đó, thần sắc cũng nhẹ nới lỏng. Nói xong, A Phổ sửa sang lại cổ áo, chuẩn bị đứng dậy. A Phổ, chờ một chút. Lâm Phong theo bản năng đưa tay ra, nắm lấy cánh tay của A Phổ, nhìn vào mặt hắn lớn, tiếng nói. A Phổ ngẩn người, ngồi trở về, có chút khó hiểu mà nhìn Lâm Phong. Ý tôi là, nếu như không có chuyện gì, lưu lại ăn cơm tối rồi hẵng đi. Lâm Phong ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng tìm lý do để giải thích, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn hẳn. Nói xong, Lâm Phong nở nụ cười ngượng, rồi buông cánh tay A Phổ ra. Không, Lâm Phong, tôi nên đi. A Phổ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quả quyết lạnh lùng nói, như thể không có gì để thương lượng. Lâm Phong nhìn sắc mặt A Phổ, từ trong ánh mắt của hắn nhận ra được, hôm nay dù anh có làm thế nào đi nữa cũng không thể giữ A Phổ ở lại được. Nhưng anh có quá nhiều nghi vấn và không hiểu, giờ lại chỉ có thể giấu chúng vào lại trong lòng. A Phổ nói không gian còn có rất nhiều bí mật, đến cùng chỉ là những cái nào. Vì sao A Phổ lại biết đến sự tồn tại của không gian và anh ta có liên hệ gì với không gian? Tại sao anh ta lại đến để cứu Khương Y Thanh? Không gian kia rõ ràng là thuộc về mình, sao người khác lại có thể đi nhầm vào được? Trong nháy mắt vừa rồi, những câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu Lâm Phong. Trực giác mách bảo anh rằng A Phổ nhất định biết những câu trả lời này. Nhưng tới khi anh mở miệng định hỏi, A Phổ lại quyết tuyệt muốn rời khỏi. Có vẻ như A Phổ đang tận lực né tránh, cũng không muốn giải thích quá nhiều. A Phổ, sau này có thể liên lạc với anh thế nào được nhỉ? Lâm Phong suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi. A Phổ không có trực tiếp trả lời, chậm rãi đứng lên, phủi bụi trên người. Nếu có duyên phận, chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái, ý vị thâm trường đáp, sau đó bước sang một bên, nhặt khẩu súng trên mặt đất lên, đặt lên vai. Lâm Phong nhìn cảnh này, chợt cảm thấy xấu hổ. Trên người A Phổ dính đầy bùn đất bụi bặm do bị trói vứt xuống đất. Khẩu súng kia cũng là bị cướp đi ném sang một bên. Từ đầu đến cuối, hắn không hề có chút ác ý gì, lại bị mình xem như người xâm nhập. Lâm Phong cười khổ, cũng đứng lên, đi đến trước mặt A Phổ. A Phổ, đại ca, cảm ơn anh. Với nụ cười trên môi, Lâm Phong duỗi tay ra đưa tới trước mặt A Phổ, mím môi một mặt chân thành. A Phổ do dự một chút rồi nắm lấy tay Lâm Phong. Lâm Phong cảm kích nhìn A Phổ, ngũ vị tạp trần. Đây là đôi bàn tay gầy guộc thô ráp trải qua biết bao dãi dầu xương gió nhưng lại vô cùng ấm áp. Hai người nhìn nhau, dường như không ai muốn buông tay ra rước. Một lúc sau,
A Phổ rút tay ra. Lâm Phong, tôi có thứ này muốn đưa cho cậu. Vừa nói, hắn đút tay vào túi áo khoác, lấy ra một vật gì đó bọc trong vải trắng, đặt vào lòng bàn tay, đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong không hiểu nhìn A Phổ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các bạn đang nghe chuyện Nông Dân Làm Giàu Gà Trống Nuôi Con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 433, Khôi Phục Yên Tĩnh. Chỉ thấy vật phẩm tròn, vo bọc ở bên trong vải trắng có kích thước bằng một chiếc bánh bao nhỏ nhưng lại được gói bên trong nên không thể nhận ra đây là cái gì. A Phổ, đây là cái gì? A Phổ không nói gì, đưa tay còn lại ra mở vải trắng ra. Một khối ngọc thạch màu đen sáng long lanh đập vào trong mắt Lâm Phong. Khối ngọc thạch này trông có vẻ bình thường, hình dáng trông như đá cuội, nhưng lại đen nhánh vô cùng, như thể được nhuộm bằng mực, dưới ánh đèn lờ mờ, vẫn có thể tỏa sáng chói mắt. Khối ngọc thạch này là... Lâm Phong càng thêm không hiểu, nhìn chằm chằm vào mắt A Phổ. Anh mơ hồ cảm thấy khối ngọc thạch này nhất định không bình thường. Ngọc thạch trong mắt A Phổ lóe ra ánh sáng, cũng lộ ra thêm đen nhánh. Trước tiên cậu cầm lấy khối ngọc thạch này đi đã. Hắn nhìn Lâm Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu cho anh tiếp nhận lấy khối đá. Lâm Phong dường như bị thôi miên, nghe A Phổ nói xong, như thể bị quỷ thần xui khiến nhận vào trong tay, giữ ở trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, một luồng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, làm người dễ chịu vô cùng, hoàn toàn không có chút cảm giác ớn lạnh nào. Cậu nhất định phải bảo tồn thứ này cho thật kỹ. Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu. A Phổ không nhanh không chậm nói với Lâm Phong, sau đó lách người vén mở cửa màn, ra khỏi nhà bạt. Lâm Phong lấy lại tinh thần, đuổi theo. Trong đêm đen nhánh trên thảo nguyên, thân hình vạm vỡ tráng kiện của A Phổ càng lúc càng nhỏ, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Không rõ là do sợ hãi hay là do không muốn rời xa A Phổ, trong lòng Lâm Phong lúc này ngũ vị tạp trần, hận không thể đi cùng với A Phổ, lang thang với hắn. Tuy nhiên, tiếng cười của Khương Y Thanh và Thiến Thiến ở trong nhà bạt đã khiến Lâm Phong rất nhanh lấy lại được tinh thần. Anh vẫn còn có hai người yêu quý để chăm sóc và yêu thương. Từ giờ trở đi, nhất định sẽ trân quý bọn họ gấp bội. Lâm Phong âm thầm tự nhủ, siết chặt nắm đấm. Lâm Phong, anh mau lại đây. Ngay khi rèm cửa được mở ra, tiếng la của Khương Y Thanh ở bên trong truyền ra. Lâm Phong trong lòng giật mình, vội vàng chạy đến bên giường, nắm lấy bàn tay Khương Y Thanh, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Tiểu Thanh, Thiến Thiến, xảy ra chuyện gì vậy? Anh nhìn hai người, lo lắng hỏi. Thiến Thiến ngồi ở trên giường, cười hì hì nhìn Lâm Phong. À, không có việc gì, xem anh bị hù kìa. Khương Y Thanh che miệng, không nhịn được bật cười. Em không sao nữa rồi, muốn rời giường. Với cả, em và Thiến Thiến đói rồi. Khương Y Thanh chớp mắt, nũng nịu nói. Ba ba ơi, con và mama đói quá. Thiến Thiến nhanh chóng tiếp lời, ngồi thẳng người, hai tay chống nạnh, giả vờ tức giận nhìn Lâm Phong, cũng phàn nàn theo. Khi nào chúng ta mới có thể ăn được cơm tối đây? Lâm Phong nhìn biểu tình của hai người, không khỏi bật cười, ha ha phá lên cười. Hai vị công chúa, xin yên tâm chớ vội. Tiểu nhân đi chuẩn bị ngự thiện ngay, rất nhanh sẽ có. Anh cúi người xuống lớn tiếng, nói... Vừa nói anh vừa học theo tư thế công công trong cung đình, cung cung kính kính cúi đầu chào hai người. Nửa giờ sau, trên bàn bày đầy đĩa lớn đĩa nhỏ, mùi thức ăn phủ kín toàn bộ nhà bạt. Khương Y Thanh và Thiến Thiến đã ngồi vào bàn ăn, nhìn chằm chằm vào món ăn trên bàn, bụng đói kêu vang, nuốt nước bọt. Lâm Phong bưng cơm tới, để xuống trước mặt hai người họ. Hai vị công chúa mời dùng bữa. Anh một mực cung kính ngồi xuống vị trí đối diện, mỉm cười nhìn hai người vừa cười vừa nói. Oa, thơm quá. Tây Tây trông thấy cơm, đưa mũi tới gần hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy say mê. Ba thật sự quá là thần thông quảng đại, tối nay có rau, có thịt, còn có cơm trắng thơm ngon ngào ngạt. Nói xong, Thiến Thiến cầm đũa, gắp một miếng thịt lên. Ngay khi Lâm Phong và Khương Y Thanh cho rằng cô bé sẽ háo hức bỏ ngay vào miệng thì đôi đũa của Thiến Thiến lại đột nhiên chuyển hướng, đặt vào trong bát của Khương Y Thanh. Mama, hôm nay mama bị ốm, cần phải bồi bổ cho tốt. Mama mau ăn miếng thịt này vào để nhanh khỏi bệnh nhé. Thiến Thiến nhìn Khương Y Thanh, chớp chớp đôi mắt to.
Khương Y Thanh bị dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của cô bé chọc cho nở nụ cười, vô cùng ấm áp. Cảm ơn Thiến Thiến, mama nghe lời con. Nói rồi, Khương Y Thanh gắp miếng thịt Thiến Thiến đưa qua, bỏ vào trong miệng nghiêm túc nhai. Miếng thịt này, ngon quá đi mất. Miếng thịt bên trong miệng Khương Y Thanh còn chưa có nuốt xuống, đã không nhịn được mà lớn tiếng khen ngợi. Vừa nói, cô vừa giơ ngón tay cái lên với Lâm Phong, dùng sức gật gật đầu. Thật sao, con cũng muốn nếm thử. Thiến Thiến nghe xong, vội vàng gắp một miếng thịt khác lên bỏ vào trong miệng, ăn ngấu nghiến. Ngon quá. Nói rồi nhắm mắt lại hưởng thụ, nhai từng ngụm lớn. Vừa nuốt xuống, Thiến Thiến lại để ý tới món khác trên bàn. Rất nhanh, một bàn đồ ăn đã bị quét sạch, chỉ còn lại đáy bát. Thiến Thiến vỗ vỗ bụng nhỏ, thỏa mãn nằm trên ghế, gác chân nhỏ lên. Lâm Phong nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối. Anh nhìn mọi thứ trước mắt, cảm thấy chuyện xảy ra ban ngày giống như một giấc mơ, lặng yên không một tiếng động xông vào, lại lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tất cả đều khôi phục bình thường, trở nên tĩnh lặng. Thậm chí Lâm Phong còn bắt đầu hoài nghi rằng tất cả chỉ là ảo ảnh mà anh đã tưởng tượng ra, chứ về cơ bản chưa hề phát sinh. Khương Y Thanh đứng dậy, chuẩn bị thu thập bát đũa, bị Lâm Phong giữ chặt. Tiểu Thanh, đừng nhúc nhích. Lâm Phong dịu dàng nhìn Khương Y Thanh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Em và Thiến Thiến đi tắm với nhau đi, nơi này cứ để cho anh. Lúc nói anh còn cố ý nhíu lông mày, xấu xa nở nụ cười. Mặt Khương Y Thanh đỏ lên, ngượng ngùng. Anh chuẩn bị sẵn nước rồi chứ? Cô mím môi xấu hổ hỏi thăm, ánh mắt lại nhìn trên mặt đất. Đương nhiên, em cũng không nhìn xem anh là ai. Lâm Phong cúi người, đưa mặt qua, tiến sát tới gần Khương Y Thanh. Nước nóng và thùng tắm đã chuẩn bị xong, xin mời đi tắm, thay giặt quần áo. Nói xong anh lại nở nụ cười xấu xa, nhìn Khương Y Thanh thẹn thùng, hận không thể lập tức kéo cô vào lòng hung hăng hôn một cái. Thì ra vừa rồi lúc bọn họ đang ăn uống, Lâm Phong đã sớm lách người tiến vào trong không gian, mang nước thanh tuyền và đồ vệ sinh cá nhân ra để tắm rửa. Lúc này mọi thứ đã sớm ở trong phòng vệ sinh chờ lệnh. Mau đi đi, mau đi đi. Anh đẩy tay Khương Y Thanh, nhẹ nhàng thúc giục. Lúc này, sự chu đáo và dịu dàng của người đàn ông kèm theo một chút kinh hỉ đã khiến trái tim lấp đầy cảm xúc, tâm động không ngừng. Vậy còn quần áo ướt của chúng ta làm sao? Quần áo lần trước em và Thiến Thiến thay còn chưa có khô phải không? Cô hơi ngẩng đầu lên, ngượng ngùng liếc nhìn Lâm Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ đến mức trông giống như trái táo chín. Ha ha, những bộ quần áo đó thật ra đã phơi khô từ ngày hôm qua rồi. Lâm Phong cười đắc ý đáp lại, anh đã gấp gọn để ở bên giường. Chương 434, ba em nhắn tin đến. Anh cố ý hạ thấp giọng, nhẹ nhàng ghé vào tai Khương Y Thanh thì thầm. Khương Y Thanh gật đầu, trái tim đập thình thịch như có con nai nhỏ chạy loạn trong ngực, không thể ngăn lại được. Người đàn ông trước mặt khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể cưỡng lại được. Khương Y Thanh nhẹ nhàng rút bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, cúi đầu đi tìm Thiến Thiến. Nửa tiếng sau, Khương Y Thanh và Thiến Thiến tắm xong, nằm trên giường kể chuyện. Lâm Phong thu dọn chén dĩa rồi đi ra ngoài lều, châm cho mình một điếu thuốc. Lúc này đã gần nửa đêm, những đám mây trắng đã hoàn toàn tan đi, bầu trời rải rác những vì sao, mặt trăng cũng đã ló dạng. Lâm Phong rít một hơi thuốc, học theo dáng vẻ của mấy người lão luyện, nhả khói ra khỏi miệng rồi hít vào khí quản. Khụ khụ, lại một cơn ho dữ dội. Anh lắc đầu, sặc đến mức như sắp mất hết dưỡng khí. Reng reng reng, nhạc chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Phong giật mình. Anh lấy điện thoại di động trong túi ra, nhấn nghe rồi áp vào tai. Alo, Lâm Phong, là tôi. Ở đầu bên kia điện thoại là giọng nói thô lỗ của Khúc Bố. A Phổ có quay trở lại nữa không? Trước khi Lâm Phong kịp lên tiếng, ông ấy đã trực tiếp hỏi. À, không, không có, hai người đã về tới nhà rồi chưa? Hôm nay may mà có chú và chất tây thứ nhân, cháu muốn đích thân cảm ơn hai người mới được. Lâm Phong không có thời gian suy nghĩ, thấy là Khúc Bố gọi điện đến, liền tỏ lòng cảm ơn. Ba ngày ông ấy và chất tây thứ nhân thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều để cứu Khương Y Thanh và bảo vệ mình an toàn. Được rồi, chuyện của cậu chính là chuyện của tôi, cậu đừng khách sáo như thế. Khúc Bố ngắt lời Lâm Phong. Tôi hỏi cậu,
thằng nhóc A Phổ có quay trở lại quấy rầy cậu không? Ông ấy lo lắng hỏi, lặp lại câu hỏi vừa hỏi lúc nãy. Bấy giờ Lâm Phong mới nhận ra mục đích Khúc Bố gọi điện cho anh. Ồ, không có, không có, cậu ấy không có quay trở lại nữa. Đúng rồi, chú, làm thế nào chú biết A Phổ đã rời đi rồi? Anh cảm thấy có gì đó không đúng, nghi ngờ hỏi. Chúng tôi luôn ở bên ngoài lều nhìn A Phổ rời đi, sau đó chúng tôi mới yên tâm về nhà. Khúc Bố đầu bên kia điện thoại giải thích, không quay trở lại thì tốt rồi, thằng nhóc đó thật sự khó đối phó. Ông ấy dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng điệu vẫn thể hiện sự sợ hãi A Phổ. Lâm Phong nghe nói thế, trầm mặc mấy giây, không biết nên trả lời vấn đề như thế nào. Sự nhiệt tình và ngay thẳng của Khúc Bố và Chát Tây Thứ Nhân khiến anh ấy ngày càng cảm thấy mắc nợ họ. Loại nợ nần này khiến anh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Khúc Bố, thật sự, cảm ơn chú. Lâm Phong gần như nghẹn ngào, anh thực sự không biết nên dùng từ ngữ nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình với Khúc Bố ở đầu bên kia của điện thoại. Ha ha, Lâm Phong, cậu không sao đấy chứ? Khúc Bố dường như nghe thấy sự áy náy và bất an của Lâm Phong, ông ấy cười lớn, giống như là cố ý cười vậy. Mấy chuyện này không đáng nói chút nào đối với người Tây Tạng chúng tôi. Với lại tôi bảo vệ cậu, không phải là vì cậu. Ông ấy bỗng nhiên thay đổi chủ đề, thôi không cười nữa, không phải là vì mình ư. Từ khi nào mà lão Khúc Bố này học được cách đánh vòng vo vậy? Lâm Phong bối rối, thầm cười khổ. Khúc Bố, chú còn muốn trở thành anh hùng vô danh nữa à? Anh trêu đùa hỏi lại, không biết Khúc Bố làm ra vẻ thần bí là có ý đồ gì. Lâm Phong này, cậu vẫn chưa quên thỏa thuận của chúng ta phải không? Lúc này Khúc Bố trịnh trọng bổ sung, tựa như là cố ý nghiêm túc. Lâm Phong chợt hiểu ra, anh vỗ vỗ trán. Tất nhiên là cháu không quên. Đã thỏa thuận với chú rồi thì cháu nhất định sẽ thực hiện. Trong lời nói của Khúc Bố có hàm ý khác, hóa ra là đang nhắc nhở mình có thỏa thuận với ông ấy. Lâm Phong trả lời khẳng định mà không hề suy nghĩ. Anh đã hoãn lại cam kết với Ninh Huy Đường nửa tháng, Diệp Quảng Sinh cũng đã đồng ý. Lý do tại sao anh muốn ở lại Tây Tạng thêm 15 ngày là vì hai việc. Việc đầu tiên là tìm hiểu việc trồng trọt đông trùng hạ thảo nhân tạo. Việc thứ hai là nhân giống rau có năng suất cao cho người dân Tây Tạng. Hai việc này đã khắc sâu trong lòng Lâm Phong, giống như hai hạt giống đã được gieo trồng, chờ bén rễ và nảy mầm. Ha ha, Lâm Phong, tôi đúng là không nhìn lầm cậu. Khúc Bố cười vui vẻ như vừa nhận được tin vui gì lớn vậy. Mong muốn của người dân Tây Tạng đối với rau quả đã là một nỗi đau trong họ suốt thời gian dài. Ông ấy tưởng Lâm Phong rằng sau khi trải qua chuyện không thể tin được ngày hôm nay, sẽ lập tức rời khỏi vùng đất thị phi này trở về Thượng Hải. Nên khi ông ấy xác nhận lại rằng Lâm Phong sẽ ở lại giúp đỡ người Tây Tạng gieo trồng hạt giống rau, ông ấy đã không thể kìm nén được niềm vui trong lòng nữa. Lâm Phong, thật ra người, phải cảm ơn cậu nên là tôi mới đúng. Lâm Phong chưa kịp lên tiếng thì ông ấy đã phấn khởi bổ sung. Qua điện thoại Lâm Phong có thể cảm nhận được Khúc Bố vui mừng, lúc này anh càng tin chắc vào quyết định của mình là chính xác. Khúc Bố, sau khi thu xếp ổn thỏa, cháu sẽ đến tìm chú. Anh trấn an Khúc Bố. Được được, tôi chờ cậu. Khúc Bố gần như hưng phấn đến mức nói không mạch lạc nên nhanh chóng đồng ý, như sợ Lâm Phong sẽ hối hận. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phong rít một hơi thuốc thật sâu. Anh tựa như đã thích nghi với vị đắng của thuốc lá, giống như anh đã thích nghi với vị đắng mà anh ấy vừa trải qua ở Tây Tạng. Sau khi thở ra một làn khói, sự căng thẳng và áp lực không thể giải thích được lại dâng lên. Thời hạn thực hiện cam kết với Diệp Quảng Sinh đã trôi qua 2 ngày. Còn 13 ngày nữa là đến lúc quay trở lại Thượng Hải. 13 ngày không dài cũng không ngắn, nhưng thời gian càng ngắn, đối với bản thân anh càng bất lợi. Anh ta ném tàn thuốc trên tay đi và dùng chân dẫm mạnh lên nó. Bên trong lều Thiến Thiến đã ngủ rồi, tiếng ngáy rất trầm. Khương Y Thanh đã thức dậy, đang nhìn thứ gì đó trong tay. Lâm Phong, những tấm vé này đã. Hình thấy Lâm Phong đi vào, cô quay người nhìn Lâm Phong, cầm trên tay tấm vé mua mấy ngày trước, vẻ mặt không vui. À, em đang nói mấy tấm vé máy bay trở về Thượng Hải. Lâm Phong nhìn thấy Khương Y Thanh uể oải, anh vội đi tới, nhìn cô, nhẹ nhàng an ủi cô. Nếu mấy tấm vé đó hết hạn rồi thì thôi, anh có thể mua lại vé khác. Chỉ cần ba chúng ta ở bên nhau thật tốt, chính là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Khương Y Thanh gật gật đầu, mím môi nhìn Lâm Phong,
như muốn nói điều gì đó nhưng lại nuốt xuống. Tiểu Thanh, em đang lo lắng chuyện gì thế? Lâm Phong nhẹ nhàng nắm tay Khương Y Thanh, anh nhận ra cô có gì đó là lạ. Hay là em muốn gấp trở về Thượng Hải? Anh quan tâm nhìn vào mắt Khương Y Thanh, ngập ngừng hỏi. Khương Y Thanh thở dài, chậm rãi cúi đầu, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Ba em vừa mới gửi tin nhắn cho em. Các bạn đang nghe chuyện nông dân làm giàu gà trống nuôi con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 435, bệnh tình nghiêm trọng. Tim Lâm Phong bỗng đập thình thịch, anh biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó không tốt. Khương Thiên Lâu luôn phản đối mối quan hệ của anh và Khương Y Thanh, ông ta ước gì hai người họ chia tay ngay lập tức. Lần này khi bọn họ cùng nhau đến Tây Tạng, Khương Y Thanh không dám lên tiếng, sợ Khương Thiên Lâu can thiệp, gây thêm rắc rối. Anh nghĩ rằng hai người và Thiên Thiến có thể sống một cuộc sống nhàn nhã ở Tây Tạng trong vài ngày mà không gặp phải chuyện đàm tiếu hay căng thẳng nào. Nhưng có một chuyện lại xảy ra, Khương Y Thanh vừa trải qua hôn mê không thể giải thích được, cuối cùng cũng tỉnh lại, Khương Thiên Lâu không bỏ qua mà góp vui vào. Thật là biết chọn thời gian, nhảy vào. Lâm Phong thấp giọng lẩm bẩm, nghiến răng oán hận. Anh nói gì thế? Khương Y Thanh thấy vẻ mặt của Lâm Phong cứng ngắc, nên thấp giọng hỏi. À, không có gì, không có gì, ba em nói gì vậy? Lâm Phong nhận ra sự hớ hênh của nên đã nhanh chóng trả lời lấy lệ. Ba em đã biết em đi cùng anh, đang tìm kiếm em khắp nơi. Giọng của Khương Y Thanh càng lúc càng trầm hơn, giọng run rẩy yếu ớt giải thích, sắc mặt thậm chí hơi tái nhợt. Cô ấy là một người phụ nữ có năng lực, quyết đoán và mạnh mẽ trong công việc. Nhưng trước mặt Khương Thiên Lâu, cô vẫn luôn là một cô con gái ngoan ngoãn, dễ sợ hãi. Dẫu biết là vậy, nhưng cái lão Khương Thiên Lâu chết tiệt này. Trong thâm tâm Lâm Phong thầm mắng Khương Thiên Lâu, cảm thấy cực kỳ không vui nhưng lại không thể trút được cơn tức giận. Ngày thường Khương Thiên Lâu hùng hổ dọa người thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ Khương Y Thanh vừa mới trải qua cơn đau, vẫn chưa bình phục, điều này khiến Lâm Phong đau lòng nhưng lại chẳng thể làm được gì. Anh ghét sự độc đoán của Khương Thiên Lâu, nhưng anh càng hận kém cỏi và yếu đuối của mình. Nếu anh hành động sớm hơn và thuyết phục được Khương Thiên Lâu, thì lúc này Khương Y Thanh đã không bị Khương Thiên Lâu chỉ trỏ, tra hỏi này nọ. Tiểu Thanh, em không nói với ba em là chúng ta đang ở đây đấy chứ? Lâm Phong trở nên lo lắng, nắm tay của Khương Y Thanh chặt hơn. À, không có. Khương Y Thanh cũng nắm chặt tay Lâm Phong, cuối cùng cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên, em vẫn muốn quay trở lại Thượng Hải càng sớm càng tốt. Cô suy nghĩ một lúc, lại thở dài, vẻ mặt trở nên trống rỗng. Được rồi, Tiểu Thanh, dù em muốn trở về Thượng Hải thì trước hết em phải bình phục đã. Hiện giờ em thế này làm sao anh yên tâm để em một mình trở lại Thượng Hải chứ? Lâm Phong tiếp lời Khương Y Thanh, bày tỏ nỗi lo lắng của mình. Ơ, em về một mình à? Khương Y Thanh mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, vẻ mặt khó hiểu. Anh không trở lại Thượng Hải với em và Thiến Thiến à? Vừa nói, cô vừa nhặt ba tấm vé trong tay lên và vẫy chúng trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong sửng sốt, không biết trả lời thế nào. Anh biết Khương Y Thanh đã quên mất kế hoạch mấy ngày trước, cô lại rơi vào cơn lốc xoáy của căn bệnh tâm thần phân liệt. Ba vé đó đúng là mỗi người một vé. Nhưng hôm kia hai người đã đạt được thỏa thuận, Khương Y Thanh sẽ đưa Thiến Thiến về Thượng Hải trước, một tháng sau Lâm Phong sẽ trở về sau. Nhưng chỉ trong hai ngày, Khương Y Thanh đã hoàn toàn quên mất sự sắp xếp mà hai người họ đã thỏa thuận lúc đầu. Chẳng lẽ là do cô ấy bị sợ hãi nên tình trạng của cô ấy càng nghiêm trọng hơn? Lâm Phong không dám chắc chắn, anh cũng không có cách nào biết được. Một cơn đau đầu dữ dội khác ập đến khiến đầu anh đau nhức. Đầu của Lâm Phong đột nhiên căng thẳng, trái tim anh không khỏi lại lần nữa dâng lên cổ họng. À đúng rồi, Tiểu Thanh, em buồn ngủ không? Lâm Phong thay đổi chủ đề. Trước khi sự việc được xác định, anh không muốn gây áp lực gì cho Khương Y Thanh. Rõ ràng, điều này sẽ chỉ khiến tình trạng của cô ấy trở nên tồi tệ hơn. Hả? Anh thế mà hỏi em có buồn ngủ không? Khương Y Thanh bỗng nhiên nhếch khóe miệng cười cười, để lộ hai hàng răng trắng như ngọc. Anh quên mất là ban ngày em đã ngủ cả ngày rồi à, bây giờ tinh thần của em đủ mạnh đến mức có thể giết chết một con bò. Cô nói đùa, nhìn Lâm Phong cười càng thêm vui vẻ, lộ ra hai lúm đồng tiền nông trên má. Lâm Phong cảm thấy nhẹ nhõm một chút, thở dài một hơi.
có vẻ như tình trạng của Khương Y Thanh không nghiêm trọng đến mức quên luôn anh. Ít nhất những gì xảy ra ngày hôm nay vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của cô ấy. Ha ha, suýt nữa anh quên mất, ban ngày em đã ngủ nhiều quá rồi. Lâm Phong nghe Khương Y Thanh nói đùa thì bật cười to. Bầu không khí cuối cùng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất việc Khương Thiên Lâu mang đến bất an và lo lắng, tạm thời không ảnh hưởng tới tâm tình của hai người. Vậy chúng ta đến ngồi bên bếp lửa đi, đừng đứng ở đây nữa. Lâm Phong nắm lấy tay Khương Y Thanh, nhìn về hướng bếp lửa. Lửa vẫn còn trong lò, đủ cho hai chúng ta. Anh mỉm cười danh mãnh, nụ cười rất xấu xa. Khương Y Thanh không nói gì, không đồng ý cũng không phản đối. Lâm Phong không quan tâm lắm, nắm lấy tay cô, ngồi cạnh bếp lửa. Dưới ánh trăng quyến rũ này, trong màn đêm tĩnh lặng này, sẽ thật đáng tiếc nếu không nói đến chuyện yêu đương. Hiếm khi hai người có thời gian riêng cho nhau, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không lãng phí thời gian một cách vô ích khi đối mặt với người phụ nữ mình thích. Lâm Phong thầm nhắc nhở bản thân, đồng thời anh duỗi tay, nghiêng người kéo đầu Khương Y Thanh tựa vào ngực mình. Khương Y Thanh do dự một lúc, sau đó ngừng phản kháng, thoải mái tựa đầu vào ngực Lâm Phong. Nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Lâm Phong khiến cô cảm thấy thoải mái và chân thật. Lâm Phong, lúc ban ngày, em ngủ bao lâu? Khương Y Thanh đưa mắt nhìn bếp lửa, khẽ hỏi. Lâm Phong siết chặt cổ tay, đặt môi lên tóc của Khương Y Thanh, hôn nhẹ. Ngốc quá, sao em lại hỏi thế? Khi em ngủ, em đáng yêu và xinh đẹp hơn so với khi em thức. Anh nhẹ nhàng trả lời, chuyển sang chủ đề khác. Anh là đồ nói dối. Khương Y Thanh nũng nịu phàn nàn, giả vờ tức giận. Em nhớ rất rõ, ban ngày em đã có một giấc mơ dài và khủng khiếp. Em sợ chết đi được, làm gì còn đáng yêu cơ chứ? Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Lâm Phong. Lâm Phong bị hỏi thì không nói nên lời, đành phải làm như bị ngốc, giả vờ như không biết. À, em mơ thấy gì? Anh cũng ghé đầu lại gần mặt Khương Y Thanh, hôn lên trán cô một nụ hôn say đắm. Có điều gì có thể khiến em sợ hãi, công chúa dũng cảm của chúng ta? Khương Y Thanh bị chọc cười, cô cười khúc khích, giúp lòng Lâm Phong một cách thích thú, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn và dễ thương. Nhưng mà trong giấc mơ, em thực sự gặp phải chuyện gì đó rất nguy hiểm. Cô nhìn thẳng về phía trước, ngừng mỉm cười và lẩm bẩm một mình. Chương 436, phơi bày chân tướng. Lâm Phong sững sờ mất 2 giây. Vừa rồi tâm trạng của Khương Y Thanh rất tốt, nhưng bây giờ cô bỗng nhớ lại những chuyện khủng khiếp trong giấc mơ. Thật sự là không nên. Mấy chuyện không tốt thì luôn luôn là lúc nằm mơ. Bây giờ không sao nữa thì Khương Y Thanh lại thấy sợ hãi. Lâm Phong bực mình. Tiểu Thanh, những thứ trong mơ đều là giả. Hơn nữa, những gì em thấy trong mơ đều sẽ ngược lại ở thế giới thực, không có gì phải sợ cả. Anh nhanh chóng nói tiếp, chuẩn bị sẽ đổi sang chủ đề khác, tay anh siết chặt vai của Khương Y Thanh. Không, 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 giấc mơ của em quá chân thật. Lâm Phong chưa kịp nói hết lời, Khương Y Thanh đã nhanh chóng phủ nhận, lắc đầu như chống bỏi. Cô nhẹ nhàng thoát khỏi cánh tay Lâm Phong, ngồi thẳng dậy, xoay người nhìn vào mắt Lâm Phong, trong mắt dường như có hơi hoảng sợ. Tim Lâm Phong đập thình thịch, anh nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, vì vậy anh giả vờ cười nhẹ. Tiểu Thanh, mấy giấc mơ chính là như vậy. Ơ, tóc của em chưa khô kìa, có muốn anh lau giúp em không? Lâm Phong vội vàng đổi chủ đề, sơ sơ mái tóc dài của Khương Y Thanh rơi trên vai mình. Khương Y Thanh không bị lừa, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Lâm Phong. Lâm Phong, em mơ thấy mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Cô nói từng chữ một, đôi mắt sáng ngời. Nhịp tim của Lâm Phong đột nhiên tăng nhanh, sắc mặt anh tái nhợt. Chẳng lẽ Khương Y Thanh thật sự giống như A Phổ đã nói, vô tình xông vào không gian đó? Không, 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 hoàn toàn không hợp lý chút nào. Trong thâm tâm Lâm Phong nhanh chóng phủ nhận lời nói của A Phổ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trong không gian đó, có ánh nắng và gió nhẹ rất đẹp. Cho dù có xông vào đó cũng không có gì đáng sợ cả. Ngoài một số loại rau, chỉ có 2 loài sâu bướm và đông trùng hạ thảo biến mất không rõ nguyên nhân. Ở đó có cái gì đáng sợ đâu chứ? Lâm Phong giả vờ không hiểu, há to miệng và ngơ ngác Khương Y Thanh. Một thế giới khác, làm gì có chuyện bí ẩn như thế? Tiểu Thanh, giấc mơ đã kết thúc rồi, sao em có thể nhớ rõ ràng như vậy? Anh ta cố ý nói những lời trêu đùa,
bật cười rồi vuốt ve mái tóc dài mượt mà của Khương Y Thanh như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Phong, trước đây em chưa từng nhớ những gì trong mơ. Khương Y Thanh lắc đầu, vẫn là nghiêm túc nhìn Lâm Phong. Nhưng lần này, em nhớ rất rõ từng chi tiết trong mơ. Lông mày lá liễu của cô khẽ nhíu lại, vẻ mặt hiện lên vẻ hoài nghi. Thật kỳ lạ. Lâm Phong không tiếp lời, đầu óc quay cuồng, đang nghĩ cách nhanh chóng chuyển chủ đề. Khương Y Thanh bỗng nhiên giống như một quả bóng xì hơi, duỗi thẳng eo cúi xuống, khẽ thở dài. Nhưng đó thực sự là một thế giới khép kín. Trong thế giới đó, không có lối thoát. Cô hơi nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn về phía trước rồi tự lẩm bẩm. Lần này Lâm Phong thật sự hoảng sợ, lòng bàn, tay bắt đầu đổ mồ hôi. Thế giới khép kín mà Khương Y Thanh miêu tả ngày càng giống không gian. Khép kín, không có lối thoát, chỉ hai điểm này thôi đã có thể xác định được suy đoán rồi. Tiểu Thanh, thế giới khép kín kia trông như thế nào? Lâm Phong kiên trì hỏi tiếp. Lúc này anh lo lắng đến mức có thể nghe được nhịp tim của mình, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy. Đã đến thời điểm này rồi, không thể trốn thoát. Muốn cởi chuông cần phải tìm người buộc chuông, sớm hay muộn gì cũng phải tra ra nguyên nhân thực sự khiến Khương Y Thanh sợ hãi. Nếu không sau này cứ nơm nớp lo sợ. Khương Y Thanh quay lại, ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Mặt trời bên trong rất chói mắt, có một thác nước. Lâm Phong nghe vậy, đầu óc ong ong, máu nóng dồn lên đầu khiến anh suýt nữa ngất xỉu. Ánh sáng mặt trời, thác nước, anh đã có thể chắc chắn Khương Y Thanh đã xông vào không gian. Tiếng ù ù nhanh chóng truyền đến từ ốc tai của Lâm Phong, giống như có ai đó đang huýt sáo thật mạnh vào tai anh, ồn ào đến mức anh không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh bên ngoài nào. Ngay cả những gì Khương Y Thanh nói sau đó, Lâm Phong cũng không nghe rõ. Lâm Phong, anh không sao chứ? Khương Y Thanh nhìn Lâm Phong đang sững sờ, cô khó hiểu lắc mạnh cánh tay của anh. Ừ, anh không sao. Lâm Phong chớp chớp mắt như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, vươn ngón tay ra rụi rụi mí mắt. Có lẽ là do anh mệt quá. Anh lẩm bẩm giải thích, gượng cười và cố tỏ ra bình thường. Em nói trong thế giới đó có ánh nắng mặt trời và thác nước, như vậy không phải là điều tốt. Ha ha, ha ha. Sắc mặt của Lâm Phong trở lại bình thường, anh giả vờ không hiểu hỏi, nhếch miệng cười lúng túng. Ừ, thế giới đó rất đẹp, em còn uống nước suối bên trong đó. Khương Y Thanh gật đầu, khóe miệng nhếch lên, giống như mùi vị của nước suối khiến cô hồi tưởng lại. Chẳng trách lúc Khương Y Thanh tỉnh dậy vào buổi chiều, vẻ mặt cô rất kháng cự khi mình cho cô ấy uống nước suối trong không gian. Hóa ra cô ấy đã uống nó trong không gian nên trí nhớ của cô ấy vẫn còn mới. Lâm Phong hít sâu một hơi, thở mạnh ra. Sự thật sắp được phơi bày. Vậy sau đó làm thế nào em thoát ra được? Lâm Phong đè nén sự bất an của mình, thở ra một hơi, sau đó tiếp tục hỏi. Khương Y Thanh chớp chớp mắt suy nghĩ một lúc, lông mày nhíu chặt lại. Như thể đang cố nhớ lại. Lúc đó em gần như phát điên vì lo lắng, hét to tên của anh và Thiến Thiến. Nhưng ở đó không có ai cả. Đôi mắt của Khương Y Thanh đỏ hoe như sắp khóc vậy. Lâm Phong không nói gì, dù anh cảm thấy đau lòng, nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt, anh không muốn ngăn cản Khương Y Thanh. Sau đó, em mơ hồ nhìn thấy phía sau thác nước hình như có một lối vào hang động. Lối vào hang động? Lối vào hang động nào? Lâm Phong nghe vậy, đầu óc căng thẳng, mở to mắt nhìn Khương Y Thanh, lớn tiếng hỏi. Anh ta chưa bao giờ nghĩ về những gì có thể xảy ra đằng sau thác nước, huống chi là hang động ẩn đằng sau thác nước. Khi Khương Y Thanh nói cô ấy nhìn thấy lối vào hang động ở phía sau thác nước, anh đã không thể kìm nén sự phấn khích trong lòng nữa. Cảm giác khó chịu và bất ngờ ập đến khiến anh chợt cảm thấy không thoải mái. Thấy phản ứng của Lâm Phong hơi quá khích, Khương Y Thanh dừng lại. À, Tiểu Thanh, em kể tiếp đi, anh chỉ thấy tò mò thôi. Lâm Phong gãi gãi đỉnh đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vậy em có đi tới lối vào hang động chưa? Anh hỏi thêm. Ừ, em tìm thấy một chiếc ô và bước vào lối vào hang động thông qua đầm nước. Khương Y Thanh nói trực tiếp nói ra mà không cần suy nghĩ, giống như cô ấy nhớ rất rõ từng chi tiết. Phía sau lối vào hang động trông như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện nông dân làm giàu gà trống nuôi con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 437, không gian khác. Lâm Phong nóng lòng muốn hỏi, đưa mặt lại gần Khương Y Thanh.
Phía sau lối vào hang là một con đường hầm ẩm ướt, nhưng từ đầu kia của con đường có một chút ánh sáng. Khương Y Thanh ngừng lại rồi nói tiếp, em sợ đến mức gần như khàn giọng vì khóc. Em không biết mình đã đi được bao lâu, nhưng cuối cùng cũng đến được phía bên kia của đường hầm. Nói đến đây thì Khương Y Thanh tuôn trào nước mắt, cô cúi đầu nghẹn ngào nức nở, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lâm Phong cảm thấy vô cùng đau lòng, vội vàng lấy ra mấy tờ khăn giấy lau nước mắt cho cô. Ngốc quá, đừng sợ, có anh ở đây. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Anh nhẹ nhàng nắm tay Khương Y Thanh, động viên cô. Khương Y Thanh nghẹn ngào, ngẩng đầu lên, cố gắng để bản thân mình mạnh mẽ. Đúng rồi, em nhớ đã bị ngã trong đường hầm và bị chảy xước ở đầu gối. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, vừa nói vừa đưa tay sờ đầu gối mình, xấu hổ. Vừa rồi khi em đang tắm, em thấy đầu gối của mình có hơi đau, đến giờ vẫn còn thấy đau. Lâm Phong đau lòng, nội tâm đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn, không biết nên an ủi Khương Y Thanh như thế nào, chứ đừng nói đến việc phải giải thích với cô như thế nào. Không ngờ sự bất cẩn của mình lại khiến Khương Y Thanh bị thương nặng như vậy. Nếu như anh phát hiện ra hang động phía sau thác nước sớm hơn, hoặc nếu anh tìm hiểu bí mật của không gian sớm hơn, có lẽ lúc sau sẽ không có chuyện Khương Y Thanh xông vào không gian, huống chi là sợ hãi. Vậy Tiểu Thanh, sau đó làm sao em ra ngoài được? Lâm Phong giả vờ thản nhiên, tiếp tục bình tĩnh hỏi, tay siết chặt tay của Khương Y Thanh. Bên kia đường hầm rất lạnh, có mưa nhỏ và gió mạnh. Khương Y Thanh đã lấy lại bình tĩnh, cô dịu dàng kể lại. Em nhìn thấy phía trước như một đầm lầy vô tận, em sợ chết khiếp, đang định quay trở lại thì nghe tiếng anh gọi tên em. Anh gọi tên của em à? Lâm Phong mở to mắt, ngơ ngác nhìn Khương Y Thanh, giống như nhớ ra điều gì đó. Chẳng lẽ sáng nay khi mình tìm Khương Y Thanh khắp nơi, cô đã cảm nhận được điều đó? Sau đó thì sao? Anh tiếp tục hỏi, mong muốn biết ngay sự thật của vấn đề ngay lập tức. Sau đó em chạy vài bước về phía trước và ngã xuống đất. Em không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, lúc tỉnh dậy em đã nằm trên giường rồi. Khương Y Thanh kể hết tất cả những gì đã trải qua trong giấc mơ, như thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trở lại hồng hào. Chẳng trách khi tìm được Khương Y Thanh, áo khoác của cô đã ướt sũng, hóa ra cô đã bị ngã trong mưa. Nhưng không ai biết làm thế nào cô ấy thoát khỏi không gian sau khi ngã, và tại sao cô ấy đột nhiên xuất hiện trong phòng tắm. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn một chút nữa thôi, sự thật đã được sáng tỏ. Hơ, tiếng ngáp kéo Lâm Phong quay lại. Khương Y Thanh đang há miệng ngáp, ngáp liên tục, hai mắt đỏ hoe, buồn ngủ đến mức nước mắt sắp chảy ra. Ha ha, em đúng là một con mèo nhỏ lười biếng. Lâm Phong bật cười ha ha trước dáng vẻ của Khương Y Thanh. Anh buông tay Khương Y Thanh ra, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã hơn 12 giờ sáng. Được rồi, công chúa nhỏ của anh, đến giờ đi ngủ rồi. Lâm Phong đứng lên, cúi người xuống, làm một cử chỉ cung kính. Khương Y Thanh cười khúc khích, cũng đứng lên, ngáp lần nữa. Vậy bổn cung hồi cung trước, Ái Khánh có chuyện gì sáng mai hãy bẩm tấu. Cô ngẩng cao đầu đi về phía giường, dáng vẻ kiêu ngạo rất giống một vị quân vương cổ đại. Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt như một tấm gương mới được lau. Sau cơn mưa, Tây Tạng trở nên quang đãng, bầu trời trong xanh vô cùng. Lâm Phong tỉnh dậy rất sớm, càng lớn tuổi dường như càng ngủ ít đi. Lâm Phong đứng ở ngoài lều, vươn vai thật mạnh, cười khổ. Thực ra gần đây anh ấy rất mệt mỏi, lẽ ra anh nên ngủ một giấc thật ngon, nhưng anh không thể để mình ngủ được. Đồng hồ sinh học trong cơ thể sẽ đánh thức anh dậy đúng giờ, bất kể anh ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày. Khương Y Thanh và Thiến Thiến vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, giống như vừa mới ngủ thiếp đi vậy. Sau khi Lâm Phong tắm rửa xong, anh lặng lẽ nấu một ít cháo, sau đó đi vào trong không gian thu hoạch ít rau củ mang đi xào. Anh làm rất nhẹ nhàng vì sợ đánh thức hai người họ. Chỉ còn 12 ngày nữa là trở về Thượng Hải, anh đã hạ quyết tâm, hôm nay sẽ đến chỗ của Khúc Bố để bàn bạc việc trồng đông trùng hạ thảo. Tuy nhiên, Khương Y Thanh và Thiến Thiến vẫn chưa thức dậy, nên anh không lo lắng về việc để hai người họ ở nhà một mình. Lâm Phong nhìn thời gian, mới có 6 giờ rưỡi sáng. Anh không do dự dùng tâm trí đi vào không gian. Trong không gian, Lâm Phong đi thẳng đến thác nước, đứng ở bên cạnh hồ nước, nhìn thẳng về hướng phía sau thác nước. Quả nhiên có một lối vào hang tối xuất hiện dưới làn sương mù của thác nước. Mình thật ngu ngốc, sao không phát hiện ra sớm hơn chứ?
Lâm Phong thầm chế giễu bản thân, anh cởi giày, xắn quần lên. Thôi, kệ vậy, đi vào thử xem thế nào. Anh tự động viên mình, đi xuống ao nước, lội về phía cửa hang. Chẳng mấy chốc, Lâm Phong gần như ướt đẫm đứng ở trước cửa hang. Ở đầu bên kia khoảng cách ước chừng 50 mét, một tia sáng chói lóa chiếu vào mắt Lâm Phong, vô cùng chói mắt. Anh lấy chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn ra, đi về phía nơi có ánh sáng rực rỡ. Đường đi rêu phong trơn trượt nhưng cũng may có nhiều đá nhỏ rải rác trên lối đi nên có chỗ cho chân bám vào khỏi bị trượt. Vài phút sau, Lâm Phong thành công đi tới đầu kia của đường hầm, một luồng sáng chói mắt đột nhiên bắn vào mắt anh, khiến anh gần như không thể mở mắt ra được. Nheo mắt mấy chục giây để điều chỉnh, Lâm Phong mới từ từ mở mắt. Anh ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Một vùng đồi núi phủ đầy cỏ dại xuất hiện trong tầm mắt, vô tận ngút tầm mắt, không biết đâu là điểm cuối. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, được gột rửa sạch sẽ như vừa mới mưa. Lâm Phong ngơ ngác nhìn vùng đất rộng lớn trước mặt, quai hàm gần như rớt xuống vì kinh ngạc. Hóa ra đây là một không gian khác lớn hơn nhiều. Anh hít một hơi thật sâu, một luồng khí mát lạnh xộc vào mũi khiến anh rùng mình. Mùi hương, nhiệt độ và bầu trời ở đây giống hệt như không gian bên ngoài. Lâm Phong chợt nhớ tới đêm qua Khương Y Thanh nói không gian cô mơ thấy rất u ám và có gió lớn. Nhưng khi anh bước vào, bầu trời lại trở nên trong xanh. Trong không gian này, không chỉ diện tích lớn hơn nhiều mà khí hậu cũng không ngừng thay đổi. Chương 438, muốn loại gì cũng được. Không sai, khí hậu nơi này, theo khí hậu bên ngoài không gian, đang trong đồng bộ biến hóa. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Phong không thể kìm được kích động. Việc trồng trọt phụ thuộc vào khí hậu và liên quan chặt chẽ đến sự thay đổi theo mùa và biến đổi khí hậu. Lâm Phong tuy mới kết thúc trồng trọt không lâu, nhưng thích nghiên cứu, nắm giữ không ít tri thức về khí hậu cùng cây nông nghiệp. Anh không kịp đi kiểm tra mảnh không gian này rốt cuộc rộng cỡ nào, vội vã quay trở lại không gian nhỏ, tìm một cuốn sách trồng trọt trong phòng tiện ích, nóng lòng muốn lật xem. Thì ra ngoại trừ khí hậu nhiệt đới gió mùa, còn có khí hậu rừng mưa nhiệt đới, khí hậu á nhiệt đới gió mùa, khí hậu địa trung hải, khí hậu ôn đới gió mùa. Khí hậu khác biệt có thể trồng ra các loại cây nông nghiệp hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ phổ biến như lúa nước, chuối tiêu, mía cùng quả nho, còn có thể trồng cây yến mạch, cây cacao, đay. Lâm Phong nhanh chóng lật sách, quả thực như nhặt được chí bảo. Ha ha! Nụ cười trên mặt của Lâm Phong càng ngày càng rộng, suýt chút nữa cười ra tiếng heo. Có đại không gian thần kỳ này, sau này anh chỉ cần đi tới chỗ nào, khí hậu trong không gian sẽ biến thành khí hậu địa phương đó. Đây chẳng phải là muốn trồng cái gì, là có thể trồng ra cái đó. Lâm Phong nặng nề đóng sách lại về tới phòng tiện ích. Anh không còn quan tâm đến việc mình ướt sũng như chuột lột, nhặt đèn pin rồi, lại lội vào đường hầm. Cuối đường hầm, những ngọn đồi vô tận lại hiện ra trước mắt, điểm khác biệt duy nhất so với trước đó là trên bầu trời đã có vài đám mây trắng trôi qua nhưng mặt trời vẫn chói chang. Xem ra khí hậu không gian bên ngoài chắc chắn cũng không tệ. Lâm Phong ngước cổ, hít một hơi thật sâu. Anh sắp yêu thích mảnh không gian thần kỳ này rồi. Suy nghĩ một lúc, Lâm Phong nhấc chân, đi về phía ngôi nhà trong không trung. Trên mặt đất có một mảnh cỏ mềm, hắn dùng chân dậm xuống, may mà nó vẫn còn cứng. Khương Y Thanh nói ngày hôm qua cô mơ thấy không gian là một mảnh ao đầm, nhưng ngày hôm qua trời vẫn còn mưa. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, vũng nước cùng lầy lội trên đất đã không còn thấy nữa, đạp lên không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phong cũng lớn gan hơn hẳn, bước nhanh hơn. Anh bước lên một ngọn đồi không quá cao và đứng ở điểm cao nhất. Phóng tầm mắt nhìn ra, lại là một mảnh đồi đất đai tươi tốt, ngoại trừ thảm thực vật rậm rạp, thậm chí ngay cả một thân cây cũng không có. Ha ha, điều này thật sự là tuyệt vời. Lâm Phong lớn tiếng bật cười, dù sao nơi này không có một bóng người, cũng không có ai nghe thấy. Loại đất đồi không có rừng này thậm chí không cần phải san bằng, muốn trồng gì cũng dễ dàng. Lâm Phong lại đi về phía trước mấy trăm mét, vẫn nhìn không thấy bờ đất bằng phẳng. Đầu của anh đã đầy mồ hôi, thở gấp gáp. Nhìn lại đằng sau, đã rời xa cửa đường hầm một đoạn. Trong lúc lơ đãng, anh ngẩng đầu lên nhìn, dường như thấy được mấy con vật nhỏ biết bay nhanh như chớp bay ngang qua đỉnh đầu. Lẽ nào trong cái không gian này còn có động vật? Anh ngẩng đầu, tỉ mỉ tìm tòi. Nhưng bầu trời vẫn xanh thẳm một màu, vốn chẳng có gì cả. Không lẽ là chim nhỏ sao? Lâm Phong có chút luống cuống.
Ở trong không gian không người trông coi này, nếu thật sự có chim chóc, cây nông nghiệp chẳng phải sẽ gặp tao ương. Anh biết rõ chỗ khó của trồng rau củ và trái cây, ngoại trừ bón phân chăm sóc, xua đuổi thiên địch của cây nông nghiệp vẫn là điều khiến nhân loại đau đầu. Một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, tạt vào trên đầu của anh. Trước mặc kệ đi, Lâm Phong nhìn đồng hồ, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu dụng ý niệm rời khỏi không gian. Vài giây qua đi, anh mở mắt, lại càng hoảng sợ. Kỳ quái, tại sao vẫn ở nguyên một chỗ? Anh hoảng sợ, không hiểu nguyên do. Nhắm mắt lại, một lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Lâm Phong hoàn toàn rối loạn, nếu như ra không được, đây chẳng phải là cả đời đều bị kẹt ở chỗ này rồi. Thức ăn thật ra không thành vấn đề, song nếu không có Khương Y Thanh cùng Thiến Thiến, mình có lẽ chịu không nổi quá một tuần lễ. Dù sao không phải là người nào cũng có thể như Robinson C.R. Uso. Nghĩ vậy, Lâm Phong dùng sức vỗ vỗ mặt mình để cho mình tỉnh táo lại. Lẽ nào phải trở về không gian nhỏ kia mới có thể xẹt ra ngoài. Anh không nghĩ ngợi nữa, vội nhấc chân chạy về hướng cửa đường hầm. Vọng Sơn bảo tử mã, những lời này thật, không sai. Nhìn thì đang ở trước mắt, thế nhưng chạy qua, cứ như Lâm Phong phải mất đi nửa cái mạng. Không biết là bởi vì căng thẳng hay quả thực quá xa, vừa đến cửa đường hầm, anh mệt đến mức thắt lưng suýt chút nữa không thẳng lên được nữa rồi. Sau một lúc dừng lấy hơi, anh mở đèn pin lên, chạy về hướng không gian nhỏ. Cuối cùng, Lâm Phong từ trong đầm nước bò ra, ngã ngồi trên mặt đất. Từ đầu đến chân, trên người anh đã không có một chỗ khô ráo. Hắt xì. Một cái nhảy mũi phát ra từ trong miệng của Lâm Phong, hắt xì đến mức đầu anh cũng đau. Mặc kệ, đi ra ngoài trước. Anh dụng ý niệm, xẹt ra khỏi không gian. Còn may, anh thuận lợi về tới trong nhà bạt. Khương Y Thanh đã rời giường, cô kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, anh vừa rớt xuống sông sao? Cô vội vàng ra đón, thấy Lâm Phong ướt sũng cả người, suýt chút nữa bật cười. Hát xì, đúng vậy, anh. Hát xì, lại là một tiếng hát xì, suýt chút nữa văng vào mặt của Khương Y Thanh. Lâm Phong vuốt vuốt mái tóc dính trên trán, cười ngượng ngùng. Lúc này là lúc nào rồi, còn nghĩ đến tóc tai. Nhanh đi thay quần áo đi anh. Khương Y Thanh che miệng, vội vã thúc giục. Lâm Phong thẻ lưỡi, chạy về hướng buồng vệ sinh. À phải rồi Tiểu Thanh, em mau đi gọi Thiến Thiến dậy. Lát nữa chúng ta phải đi đến nhà của Khúc Bố. Anh vừa chạy vừa quay đầu nói với Khương Y Thanh, bất cẩn suýt chút nữa ngã xuống đất. Khương Y Thanh cũng không nhịn được nữa, hi hi cười ngã nghiêng ngã ngửa. 10 phút sau, Thiến Thiến còn buồn ngủ ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, dường như còn chưa tỉnh ngủ. Ba ba, chuyện gì khiến ba vui vẻ như thế nha? Cô nhóc híp đôi mắt to còn chưa mở hết, nhìn nhìn Lâm Phong ngồi ở một bên, nhỏ giọng oán trách. Con còn chưa ngủ đủ đây. Lâm Phong cùng Khương Y Thanh hai mặt nhìn nhau, bị biểu cảm của cô nhóc Thiến Thiến chọc cho buồn cười. Được rồi, cô nhóc lười. Lâm Phong đẩy tô cháo tới trước mặt của Thiến Thiến. Mau ăn hết bữa sáng, ngày hôm nay khí trời tốt như vậy, ngủ nướng rất đáng tiếc. Nghe xong, Thiến Thiến liếc liếc, không vui vẻ lắm cầm lên cái muôi. Thiến Thiến ngoan, ba con còn có chuyện phải làm nữa đó. Ở bên cạnh Khương Y Thanh cũng nói giúp Lâm Phong lột vỏ trứng gà rồi bỏ vào trong bát của Thiến Thiến. Bên ngoài nhà bạt của Khúc Bố ra, Khúc Bố cùng Chát Tây Thứ Nhân đang phơi thuốc đông y cùng đông trùng hạ thảo. Trong khoảng sân nhỏ, bày đầy các loại thuốc. Lâm Phong cũng ở bên cạnh giúp đỡ, Thiến Thiến cùng Khương Y Thanh ở cách đó không xa cùng dây bận rộn làm những chuyện khác. Khúc Bố, những đông trùng hạ thảo lớn này, bác đều đào được từ dã ngoại sao? Lâm Phong nhìn hàng trăm cây đông trùng hạ thảo mập mạp, miệng gần như chảy nước miếng. Đều là bác và Chát Tây Thứ Nhân đào lên từng cây một. Khúc Bố vỗ vỗ bụi trên, vẻ mặt đắc ý nhìn chiến lợi phẩm của mình. Các bạn đang nghe chuyện nông dân làm giàu gà trống nuôi con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 439, rau củ. Lâm Phong cầm lấy một cây lớn nhất để ở trên tay cẩn thận quan sát. Chỉ thấy cây đông trùng hạ thảo này to cỡ ngón tay trỏ của người lớn, toàn thân màu kim hoàng, nửa thân trên rõ ràng là một cái cành khô khô đét, nửa thân dưới lại giống như một ấu trùng sâu lông. Đại hội đông trùng hạ thảo lần trước, số đông trùng hạ thảo mà Khúc Bố có được nhờ giành chức quán quân,
cũng không to hơn bao nhiêu so với những cây được phơi nắng ngày hôm nay. Được rồi, bận rộn cả buổi rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Khúc bố sờ sờ râu mép, thỏa mãn cười cười. Cha Tây Thứ Nhân, con đi lấy Trang ra, chúng ta giải khát một chút. Nói xong lão kéo cánh tay của Lâm Phong, ngồi xuống bóng mát bên ngoài nhà bạt. Dạ biết, ba ba. Cha Tây Thứ Nhân cứ như đạt được ngợi khen, như một làn khói chạy vào nhà bạt. Cái gì? Trang giải khát. Lâm Phong cảm thấy cứ như đầu đột nhiên to hơn gấp đôi, nuốt một ngụm nước bọt. Không đợi anh phản ứng kịp, anh đã bị kéo lên một tấm khối vải thô xếp thành thảm, ngồi xếp bằng bên cạnh Khúc Bố. Lâm Phong, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Khúc Bố trông tâm trạng không tệ, rất hứng thú nhìn Lâm Phong. Nào nào, uống rượu trước. Không đợi Lâm Phong mở miệng, Cha Tây Thứ Nhân đặt một bình Trang ở trên thảm, cũng ngồi xuống. Dứt lời y bày ra mấy cái chén, trước mặt mỗi người một chén. Nắp bình còn chưa mở ra, mùi rượu thơm đã tỏa khắp bốn phía, chui ngay vào lỗ mũi của Lâm Phong. Lâm Phong hít hít mạnh, gương mặt hưởng thụ. Mặc dù không nghiện rượu, nhưng lúc này anh dường như cũng không ngăn được cơn thèm rượu. Nào, Lâm Phong, uống thử đi. Khúc Bố đã rót rượu, bưng lên đưa đến trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong biết đôi chút về văn hóa uống rượu của dân tộc Tạng, cười tiếp nhận chén rượu. Nào, Khúc Bố, Cha Tây Thứ Nhân, chúng ta uống. Anh không nói hai lời, ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch. Một vị đắng dâng lên trong cổ họng, sau đó là một vị ngọt ngào dâng lên, khiến người ta muốn dừng mà không được. Lâm Phong lau mép, úp chén không xuống dưới, ý bảo đã uống cạn. Ha ha, sảng khoái. Khúc Bố vui vẻ, cũng uống một ngụm, thỏa mãn chép chép miệng. Khúc Bố, bác có chuyện gì cứ hỏi cháu. Lâm Phong đi thẳng vào vấn đề. Thừa dịp giờ còn táo tỉnh, chính là thời điểm trò chuyện chút chính sự. Khúc Bố lại rót cho Lâm Phong một chén rượu, không trực tiếp trả lời, mà là nói với Cha Tây Thứ Nhân. Cha Tây Thứ Nhân, con đi đem rau quả mà sáng sớm bố mua được tới đây. Ông không nhanh không chậm nói, thần thần bí bí. Rau quả. Ba ba, rau quả này vừa nhỏ lại khô, không thể làm đồ nhắm rượu. Cha Tây Thứ Nhân khó hiểu, chuẩn bị đứng dậy lại lộ vẻ do dự. Con đừng hỏi nhiều, nhanh đi lấy. Khúc Bố không giải thích, chỉ dục. Chỉ chốc lát sau, một đống rau quả được bỏ vào trên thảm. Khúc Bố cứ như lấy ra chân tàng bảo bối gì đó, mang rau quả trong giỏ từng cái đặt tới trước mặt của Lâm Phong. Đây là củ cải Tây Tạng. Nó rất giống với rễ rau mùi địa phương của chúng tôi. Hương vị tương tự, nó có tác dụng thuận khí. Đây là khoai tây Tây Tạng. Nó là thực phẩm chủ yếu của chúng tôi. Nó quý như gạo. Cây cải củ cùng khoai tây thực sự quá phổ biến tại nội lục, nhưng hai thứ mà Khúc Bố lấy ra này quả thật rất nhỏ. Đợi đã, Khúc Bố đại ca, bác tìm thấy những thứ này ở đâu? Khoai tây cùng cây cải củ siêu nhỏ. Không đợi Khúc Bố giới thiệu xong, Lâm Phong bèn ngừng ông lại. Ha ha, Lâm Phong, tôi mất rất nhiều công sức mới tìm được đấy. Khúc Bố đột nhiên mở miệng phá lên cười, cười khổ lắc đầu. Những bảo bối này đều là trời còn chưa sáng, tôi phải đi đến chợ rau ở trấn trên tranh giành. Cái gì? Mua rau quả còn phải tranh giành. Hơn nữa trời còn chưa sáng đã phải đi mới giành được rau quả này. Lâm Phong tưởng rằng mình nghe lầm. Đại ca Khúc Bố, bác thật biết nói đùa. Nói xong anh cầm một cây cải củ siêu nhỏ để ở trong tay nhìn. Cây cải củ này có hình tròn, màu đỏ tươi, trông khá đẹp mắt nhưng lại rất nhỏ, không lớn hơn quả trứng vịt bao nhiêu. Lâm Phong, cậu thử đi. Khúc Bố nhếch miệng lên, đột nhiên đề nghị. Lâm Phong nhìn Khúc Bố, lại nhìn cây cải củ trong tay, thật sự là không hứng thú nổi. Anh để lên lỗ mũi ngửi ngửi, mùi cay gay mũi của cây cải củ chui thẳng vào mũi. Ngửi thì không có vấn đề gì. Lâm Phong suy nghĩ một chút, lại đi cắn một miếng. Cay, trong nháy mắt vị cay mãnh liệt lan khắp đầu lưỡi, tản ra ở trong cổ họng. Khúc Bố, cây cải củ này, chắc phải cay nhiều bằng Trang. Lâm Phong mở miệng hít sâu mấy hơi, nhai mấy ngụm liền nhanh chóng nuốt vào bụng, khóe miệng gần như cong lên vì độ cay. Khúc Bố cùng Cha Tây Thứ Nhân nhìn vẻ mặt của anh, bị chọc cho phá lên cười ha ha. Lâm Phong, cây cải củ siêu nhỏ này chính là bảo bối của người dân Tạng chúng tôi, muốn ăn phải tranh giành. Cha Tây Thứ Nhân vỗ vỗ bả vai của Lâm Phong, cười nói, vẻ mặt khẳng định. Lúc này Lâm Phong không hoài nghi nữa, thì ra này cây cải củ siêu nhỏ này lại khó nuốt như vậy,
là khởi nguồn rau quả hiếm có của vùng đất Tây Tạng. Anh nhìn sang Chát Tây Thứ Nhân, cũng gật đầu. Lâm Phong, Tây Tạng chúng tôi khí hậu khô hạn, địa hình cao hơn mặt nước biển nên rau chúng tôi trồng cũng không lớn. Khúc Bố cũng không định thừa nước đục thả câu, cầm một củ khoai tây, bỏ vào trên tay của Lâm Phong. Cỡ như củ khoai tây siêu nhỏ này, ở chợ rau chúng tôi cũng có thể là coi là lớn rồi. Hơn nữa, muốn mua được còn phải dậy sớm mới được. Ông tiếp tục nói bổ sung, bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Phong nhận lấy, kinh ngạc nói không ra lời. Đừng nói là khoai tây, tại nội lục, có lẽ một quả trứng gà cũng chưa chắc nhỏ hơn so với khoai tây trên tay. Khúc Bố thấy anh vô cùng kinh ngạc, từ trong giỏ lấy ra một củ khoai tây, cũng bỏ vào trước mặt của Lâm Phong. Lâm Phong, cậu đoán xem, đây là rau quả gì? Lúc này Khúc Bố cố ý chơi đùa, nhóm Lâm Phong hỏi. Lâm Phong, cầm lên, để sát vào nhìn cho kỹ. Chỉ nhìn thấy hơn chục chiếc lá rau héo úa, vàng khè treo trên một củ rau héo úa, như thể đã phơi nắng mấy ngày và không hề có chút hơi ẩm nào. Toàn bộ thứ này không nặng bằng một bàn tay và chỉ dài bằng một nửa chiếc đũa. Đây, không lẽ là rau chân vịt sao? Lâm Phong thực sự không đoán ra được, đành phải đưa ra đáp án mà anh cho là gần đúng nhất. Ha ha, Khúc Bố cùng Chát Tây Thứ Nhân cũng không kìm chế được nữa, cười to, khuôn mặt đều sắp nghẹn đỏ. Ở khu Tây Tạng chúng tôi cũng không có rau chân vịt lớn như vậy. Khúc Bố lắc đầu, thu lại nụ cười. Thứ mà cậu cầm trên tay chính là rau cải trắng của địa phương chúng tôi. Ông nói thẳng ra đáp án, hơn nữa thời điểm nói ra cái chữ lớn, cố ý tăng âm thanh, kéo dài câu nói. Lâm Phong kinh ngạc há to miệng, nội tâm phức tạp. Thấy Khúc Bố cùng Chát Tây Thứ Nhân cười, đột nhiên anh cảm thấy có chút không thoải mái. Chương 440, lấy được hạt giống cải. Lần trước lúc ăn cơm, Lâm Phong từng nghe Chát Tây Thứ Nhân phàn nàn rằng đạt được quyền tự do trồng rau ở Tây Tạng chính là mộng tưởng từ nhỏ của bọn họ. Lúc đó mọi người cũng chỉ cười cho qua, cho rằng đang nói đùa. Chuyện này tại nội lục là một nguyện vọng rất dễ dàng thực hiện. Nhưng khi thực sự nhìn thấy rau Khúc Bố mua về, Lâm Phong mới thực sự nhận ra sự cay đắng và bất lực trong đó. Nếu năng suất và kích thước rau ở Tây Tạng thực sự giống như những gì đã nhìn thấy hiện nay, thì e rằng dân Tây Tạng cần rất nhiều thời gian mới có thể thực hiện rau dưa tự do nha. Khúc Bố, ba loại rau quả mà bác mua đều còn tươi hả? Lâm Phong thả cải trắng trong tay xuống, vừa chỉ cây cải củ cùng khoai tây để siêu nhỏ trên thảm. Khúc Bố gật đầu, làm tư thế buông xuôi. Không sai, đây là rau quả tươi nhất mà sáng sớm hôm nay tôi có thể mua được. Tốt lắm, bác đưa những rau quả này cho em cả đi. Lâm Phong vỗ vỗ bắp đùi, đột nhiên ngồi thẳng người, lòng tràn đầy vui mừng, lớn tiếng nói. Khúc Bố cùng Chát Tây Thứ Nhân hoảng hốt, khó hiểu nhìn anh. Cậu muốn số rau quả này để làm gì? Khúc Bố thật sự là không hiểu, lông mi nhướng lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rồi hỏi. Bác cứ đưa em là được, em cần chúng ngay. Lâm Phong cố ý để mọi người hồi hộp, nháy mắt một cái, vẻ mặt thần bí. Khúc Bố, bác còn nhớ giao dịch của chúng ta không? Anh cố ý dừng một chút, nhìn Khúc Bố nhắc nhở một câu. À, huynh đệ tốt của tôi, cậu muốn dùng những rau quả này trồng ra hạt giống rau quả mới sao? Khúc Bố chợt tỉnh ngộ, há to miệng nở nụ cười. Dứt lời, ông bưng lên chén rượu trong tay, làm tư thế mời rượu, thái độ khiêm tốn. Nào, Lâm Phong, tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ không để cho tôi thất vọng. Không đợi Lâm Phong tiếp lời, ông nói ra câu này, cứ như rất sợ Lâm Phong sẽ đổi ý vậy. Nói xong, ông bèn uống một hơi cạn sạch chén rượu, mặt không đổi sắc, tươi cười nhìn. Lâm Phong, ha ha, Khúc Bố, bác cứ chờ tin tức tốt của em đi. Có mấy loại rau quả này, em có thể trông ra trồng được hạt giống to, năng suất cao. Vẻ mặt của Lâm Phong đầy chắc chắn, lòng tràn đầy tự tin đáp ứng, coi như là cho Khúc Bố uống thuốc an thần. Nói xong, anh cầm lấy ly rượu trước mặt, uống một hơi hết sạch. So sánh với chén thứ nhất vừa nãy, thời điểm Lâm Phong uống xong chén thứ hai, dường như trang không còn chút vị đắng nào, chỉ còn lại vị ngọt. Chẳng lẽ là công lao của cải củ siêu nhỏ vừa rồi? Khúc Bố vừa rồi đã nói, cải củ siêu nhỏ có công hiệu thần kỳ thuận khí, lẽ nào trừ cái đó ra, còn có diệu dụng giải rượu. Lâm Phong vui mừng trong lòng, không dám nghĩ uống tiếp nữa. Rau quả Tây Tạng nhất định có khác biệt rất lớn với loại rau ở nội lục,
tại nơi cao, rau quả mọc từ nơi cao, lạnh lẽo như vậy, có công dụng thần kỳ gì, tuyệt không quá đáng. Anh trồng rau dưa hoa quả mấy ngày nay tới giờ, biết rõ có nhu cầu thì có thị trường thì có lợi nhuận lớn. Vì nhu cầu về rau ở Tây Tạng rất lớn, ngoại trừ no bụng còn có thể có những công hiệu đặc biệt khác, chờ sau khi mình thuận lợi bồi dưỡng ra giống cao sản, chẳng phải là sẽ lưu danh bất hủ. Nghĩ vậy, khóe miệng của Lâm Phong chậm rãi giơ lên, anh thiếu chút nữa bật cười. Nè, Lâm Phong, anh không sao chứ? Chát Tây Thứ Nhân vẫy vẫy tay ở trước mặt của Lâm Phong, còn tưởng rằng anh bị quỷ ám. À, không sao, tôi không sao. Lâm Phong giật mình, lấy lại bình tĩnh. Tôi đang suy nghĩ về chuyện trồng ra hạt giống. Anh lấy mu bàn tay dụi mắt, ngại nói, nỗ lực khiến mình bình tĩnh lại. Chát Tây Thứ Nhân không để ý đến anh, cũng bưng lên chén rượu trong tay. Ở Tây Tạng chúng tôi, mời rượu cũng phải kính ba chén. Cho nên một chén này, tôi mời cậu. Dứt lời, y cũng rót đầy rượu cho Lâm Phong, với nụ cười thành thật trên khuôn mặt, trẻ trung và chân thành. Lâm Phong nhìn gương mặt này, cảm thấy thân thiết chưa từng có. Hai người đàn ông trước mắt này thật sự là khiến cho anh không có cách nào không thích. Được, Chát Tây Thứ Nhân, chúng ta lại uống một chén. Lâm Phong bưng chén rượu lên, không hề nghĩ ngợi, đổ vào miệng. Nếu như hai chén rượu trước đó là món ăn khai vị, uống thứ ba chén rượu mới chính thức làm cho anh cảm nhận được độ cay độc cùng kích thích của Trang, cũng khiến cho anh cảm thấy hơi say say. Sau khi uống rượu xong, Lâm Phong gắng gượng đứng lên, gương mặt cũng hơi đỏ hồng. Anh nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng rồi. Khúc bố, Chát Tây Thứ Nhân, tôi phải đi làm việc trước, trở về nhà bạt làm chút công tác chuẩn bị. Lâm Phong gật đầu, khuôn mặt tự tin. Điều này làm cho Khúc bố càng tăng thêm lòng tin, trong lòng cũng càng thêm vui vẻ. Được rồi, Lâm Phong, tôi sẽ không giữ cậu. Chát Tây Thứ Nhân, con tiễn Lâm Phong cùng bọn nhỏ, cần phải đưa bọn nhỏ an toàn trở về. Ông hướng về phía Chát Tây Thứ Nhân chỉ thị, cũng đứng lên. Chát Tây Thứ Nhân hiểu ý, đứng lên đi tìm Thiến Thiến cùng Khương Y Thanh. Được rồi, Lâm Phong cậu chờ một chút. Lâm Phong mới vừa nhấc chân, Khúc bố kêu anh lại, nói xong bèn đi vào trong nhà bạt. Chỉ chốc lát sau, ông mang một bao thức ăn bỏ vào trên tay của Lâm Phong. Lâm Phong, những thịt cùng đồ ăn này cậu cầm trước, không đủ tôi đưa thêm nữa. Khúc bố thành thật nhìn Lâm Phong, vỗ vai anh một cái, đầy thâm ý. Lâm Phong đột nhiên cảm giác sứ mệnh cùng nghĩa vụ trên vai càng nặng nề hơn. Sau khi nói vài câu từ giã, anh cùng Thiến Thiến mấy người trở về nhà bạt. Đã gần tới trưa, Lâm Phong không để lỡ thời gian, lấy mấy loại rau quả lấy từ nhà Khúc bố ra, chia đều ở trên mặt đất. Thiến Thiến, nhanh đi lấy gọt trái cây của nhà chúng ta giao ra đây. Anh hướng về phía Thiến Thiến đang ở trên ghế nằm nghỉ ngơi nói. Thiến Thiến hình như do buổi sáng chơi mệt, đang ngủ gật ở trên ghế nằm, thoải mái run đùi. Nghe Lâm Phong gọi mình, cô nhóc giật mình ngồi dậy. Ba ơi sao vậy, cần dao gọt trái cây làm chi ạ? Cô tưởng sắp cắt trái cây, lập tức háo hức, mong đợi nhìn Lâm Phong. À, không phải cắt trái cây, là cắt rau củ. Lâm Phong bị chọc cho bật cười, giả vờ thần bí đáp. Dạ, con đi tìm ngay đây. Thiến Thiến bị dấy lên lòng hiếu kỳ, từ trong ghế nằm nhảy dựng lên, chạy về hướng phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, một con dao gọt trái cây sáng lóa được đưa vào tay của Lâm Phong. Ba ba, những cải củ khoai tây này là để buổi trưa ăn sao? Thiến Thiến nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt dường như thấy được món khoai tây nghiền nấu chín và thịt củ cải nướng nấu chín. Chúng ta làm món khoai tây chiên được không ba ba? Cô nhóc lẩm bẩm nói xong liếm liếm đầu lưỡi. Lâm Phong vừa nãy định vung dao cắt khoai tây cùng cải củ, xoay người lại nhìn Thiến Thiến, gương mặt không nỡ. Sau khi tới Tây Tạng, mỗi ngày ngoại trừ thịt dê bò, chính là cải trắng trong không gian, mấy người cũng chưa bao giờ đi chợ hay mua ăn gì khác. Cho dù là ăn món lẩu rất ngon, người bình thường ăn liên tục vài ngày cũng sẽ ngán, huống hồ là Thiến Thiến tham ăn. Các bạn vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện Nông dân làm giàu gà trống nuôi con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.
Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.